các bạn thân mến xin chào các em hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn ở trong phần livestream buổi tối ngày hôm nay rồi không biết là các bạn của chị có còn thức để có thể tham gia được vào phần phát trực tiếp ngày hôm nay hay là không nếu như các bạn đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị hiên các bạn nhé được không nào xin chào các em xin chào các bạn nào gửi lời chào tới chị nào Đọc tiêu đề thì các bạn cũng đã biết được rằng là ngày hôm nay thì chị muốn chia sẻ với các bạn về vấn đề gì rồi đúng không? Ừ, chúng mình sẽ cùng với nhau chia sẻ về phương pháp làm đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ các bạn nhé. Được không các em? Sao thế? <laughs> ok, xin chào các bạn. Hãy nhớ là buổi sáng ngày mai 5 giờ 15 phút chúng mình lại tiếp tục học cùng với nhau ở trong chiến dịch dậy sớm luyện viết nghị luận xã hội cùng với chị Hiên. Thế nên những bạn nào đã tham gia vào trong group rồi thì sẽ tiếp tục dậy sớm để chiến đấu cùng với chị. Còn bạn nào mà chưa tham gia thì sao nhỉ? Nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để tham gia vào một cái chiến dịch cực kỳ là thú vị và bổ ích này các bạn nhé. Ok, xin chào Nguyễn Chi, xin chào em Xin chào Trúc Ca, xin chào các bạn Các bạn ơi, kem lên chưa? Ok, xin chào Thúy Hằng. Buổi sáng ngày hôm nay đã có khoảng hơn 100 bạn dậy sớm cùng với chị và học rất là chăm chỉ luôn. Và đương nhiên là buổi ngày mai thì sau khi mà phần livestream kết thúc thì sẽ bị xóa thôi. Và cơ hội thì chỉ dành cho những bạn nào mà dậy sớm thôi. Thế nên là chị rất là mong là các bạn sẽ uh, cố gắng dậy sớm cùng với chị Hiên để giai đoạn này mình. Uh, là chạy đà nhưng mà mình cũng sẽ đi với tốc độ hợp lý để cái hành trình về đích của mình sẽ trở nên gần hơn các bạn nhé ok hôm nào rồi xin chào trần thị thu hồng xin chào bạn hồng hạnh xin chào các em các bạn ơi một cái thông tin rất là vui cho chúng mình đó là ở trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng mình sẽ được free ship tất cả các đầu sách, miễn phí vận chuyển tất cả các đầu sách. Thế nên nếu như bạn nào mà đang muốn săn sách của chị Hiên ấy thì nhanh chóng dinh những cái cuốn sách bổ ích về cho bản thân mình nhá. Ok, xin chào Ngọc Quỳnh, xin chào em. Xin chào em. Rồi, xin chào các bạn nhá. Có vẻ như là có rất là nhiều bạn buổi sáng ngày hôm nay thì không được tham gia trực tiếp cùng với chị Hiên ở trong chiến dịch dậy sớm. Thế nên là cảm thấy vô cùng tiếc nuối đúng không? Yên tâm, chúng mình vẫn còn 4 ngày nữa cùng với nhau cơ mà. Được không ạ? À? Chúng mình còn 4 ngày nữa cùng với nhau cơ mà. Thế nên là các bạn hãy cố gắng chịu khó một chút xíu nhá. Ok không ạ? À? Ngày hôm nay sau khi mà à, Cái buổi phát trực tiếp của chị kết thúc Chị đã nhận được rất là nhiều những cái phản hồi tích cực từ các bạn Và các bạn bảo rằng là Ôi chị ơi em cảm ơn chị rất nhiều Bởi vì chính chị đã cho em thêm động lực Để em dậy sớm học Mà từ trước tới giờ em chưa bao giờ dậy sớm như thế Và điều đó khiến cho chị cảm thấy rất 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 là hạnh phúc Ok không nào Chúng mình cùng với nhau trưởng thành nhá Cùng với nhau học hành chăm chỉ nhá Được không Rồi Ok các bạn ơi Chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay nha Sáng nay em không xem được à Trời ơi phí thế Minh Phương ơi Mai nhá Mai nhớ dậy sớm nhá Anh biết chỗ chú chân dọc đường Để tránh cơn mưa hạt à đến cuối chiều Hello Đinh Hường của chị Xin chào em <laughs> Xin chào chị Hiên của em Rồi các bạn ơi Hello chú Văn Học nhá Xin chào Phúc An Xin chào em các bạn ơi chúng mình cùng bắt đầu với nhau nha xin chào lê huyền trang để ta truyền thành với nhau Ok các bạn thân mến Bây giờ thì sẽ cùng quay trở lại với chị Hiên Nếu như những bạn nào sáng nay tham gia cùng với chị Thì có lẽ là cái phần này là cái phần mà các bạn nắm đã rất là chắc rồi Bởi vì sáng nay chị Hiên đã lượt lại với các bạn về phần phương pháp này rồi đúng không ạ Các bạn thân mến Ở trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia Chúng ta có một cái yêu cầu đó chính là Ở trong cái câu 1 của phần làm văn ấy Chúng ta có một câu là câu nghị luận xã hội Đúng không ạ? Chúng ta có câu nghị luận xã hội và đề bài yêu cầu ở thời điểm hiện tại vẫn là gì nhỉ? À ở thời điểm hiện tại vẫn là viết một cái đoạn văn 200 chữ. Được không ạ? À? À, những năm quay trở lại đây ấy thì đa số cái dạng đề nghị luận xã hội thường xoay vào cái việc là bày tỏ nêu ra suy nghĩ của anh chị về cái gì đó hoặc là có thể đưa ra một trích dẫn nhưng mà Cuối cùng cũng sẽ là bày tỏ cái quan điểm, cái suy nghĩ của anh chị, của các bạn về một cái vấn đề nào đó. Ok không ạ? À? Nên là các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp chị nhá. Được không? Đấy là về cái dạng đề bài. Chúng ta sẽ cùng nhau đi xác định những cái vấn đề chính cùng với chị nhá. Trước tiên, chúng ta có về hình thức. Được không ạ? À? Về hình thức của câu này thì các bạn đều biết rằng là hình thức của chúng ta là đoạn văn. Phải không ạ? À? hình thức của chúng mình là đoạn văn đoạn văn có nghĩa là gì ạ có nghĩa là nếu như tôi có một mặt giấy như thế này tôi sẽ không bao giờ diện tôi chỉ lùi dòng vào đầu dòng ở đầu tiên thôi và tôi sẽ có một cái cấu trúc kiểu đoạn văn như thế này đó đúng không ạ chứ không phải là tiếp tục lại thêm một đoạn nữa nếu như nhiều đoạn ghép với nhau như thế này thì nó lại... lại không phải là cấu trúc đoạn văn mất rồi Ok chưa ạ? Nên là các bạn hết sức lưu ý giúp chị nhá Hình thức của chúng ta là hình thức đoạn văn Thế nên là chúng mình chỉ có một lần duy nhất lùi vào đầu dòng thôi Được không ạ? Tiếp tục nhá Cái tiếp theo này Chúng mình có cái tiếp theo đây là về mặt hình thức này Ok chưa ạ? Cái tiếp theo của chúng ta là về mặt gì ạ? Dung lượng các bạn hết sức chú ý giúp chị nhé Về mặt dung lượng ấy Thì chúng ta có khoảng 200 chữ đúng không? Rồi Thì 200 chữ này sẽ rơi vào tối đa là khoảng 2 phần 3 mặt giấy thi của chúng ta Ok chưa ạ? Nhá 2 phần 3 mặt giấy thi của chúng ta Được không? Các bạn hết sức lưu ý giúp chị nhá 2 phần 3 mặt giấy thi ok chưa nào à, nhiều bạn mà viết đến cái mặt sau thì nhìn thôi cũng đã biết là các em viết quá dài rồi có lẽ là gấp 2 gấp 3 lần dung lượng cho phép rồi Tất nhiên là thầy cô cũng sẽ không có thời gian ngồi đếm từng chữ của các bạn làm gì cả nhưng ý chị ở đây là gì ạ chúng ta trước tiên ước lượng cái đó đã bởi vì khi mà chúng ta ước lượng được cái đó thì chúng ta sẽ tự tiết chế được bản thân mình ok không ạ rồi tiếp tục nhá Đấy là về dung lượng bây giờ sẽ là dàn ý cho đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ của chúng ta. Ok ông nào. Chúng ta sẽ có một cái dàn ý và chị sẽ làm một cái bài mẫu cho các bạn. Được không? Chúng mình sẽ có một cái bài mẫu tiếp theo cùng với chị Hiên nhá. Chúng mình sẽ có một cái bài mẫu tiếp theo cùng với chị Hiên và hãy nhanh chóng chia sẻ phần livestream này giúp chị nhá. Sáng nay thì đã có hơn 100 bạn học cái vấn đề này rồi. Ngày hôm nay chị phát lại với các bạn về cái phần này với cái mục đích là gì? Chị mong rằng là buổi sáng ngày mai chị sẽ được gặp nhiều bạn hơn nữa với một cái tinh thần là Dậy sớm, dậy sớm, dậy sớm để học văn Dậy sớm, dậy sớm, dậy sớm để viết văn Ok không ạ? Nhá, chị mong là như thế Rồi, thì cái dàn ý của chúng mình sẽ bao gồm những ý như sau các bạn ơi Ý số 1 của chúng mình đương nhiên là bao gồm phần mở đoạn Ở phần mở đoạn này, lời khuyên của chị Hiên là Hãy mở đoạn trực tiếp ạ Được không nào? Hãy mở đoạn trực tiếp Chúng ta chỉ nên dùng hai cho tới ba câu thôi Giúp chị nhá Và ở trong cái phần này thì phần nội dung chúng ta cần phải chuẩn bị đó chính là chúng ta cần phải đặt ra vấn đề. Được không ạ? Đặt ra vấn đề, đương nhiên phải có cái phần dẫn dắt ở trên rồi nhưng phần này có hay không có cũng không quan trọng vì chị vẫn nói với các bạn là trực tiếp. Ok ông nào. Phần mở đoạn xong rồi thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với phần tiếp theo đó là phần thân đoạn. Ở trong phần thân đoạn này thì chúng ta sẽ phải làm giúp chị những cái ý sau ạ. Thứ nhất, chúng ta phải giải thích được không ạ? Vấn đề đó là gì, chúng ta phải giải thích. Ok chưa? Hoặc là cái câu ví dụ cái đề bài cho chúng ta là một cái câu nói một cái trích dẫn chẳng hạn thì cũng phải dựa vào các cái từ khóa để giải thích từ đó suy ra cái thông điệp mà tôi sẽ bàn luận ở trong bài viết này là gì. Được không ạ? Thế thì cái bước đầu tiên mà chúng mình làm sẽ là bước giải thích các bạn nhé. Tiếp theo nào. Chúng ta sẽ có ý số 2, giải thích xong thì chúng ta sẽ bắt đầu làm gì nhỉ? Phân tích và bình luận. Ok không? Phân tích và bình luận câu này sẽ là cái phần chúng ta thể hiện rõ ràng nhất quan điểm của mình và đi gì ạ đi chia ra thành những cái khía cạnh nhỏ và đi sâu vào từng cái khía cạnh đó Ok chưa? Sau khi mà phân tích bình luận xong thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ phải chứng minh và ở trong cái phần chứng minh này ấy thì các bạn sẽ dẫn ra gì? À các em sẽ đưa ra dẫn chứng giúp chị nhá. Ở trong phần dẫn chứng này thì chị cũng muốn nói với các bạn là chúng ta đặc biệt cần phải chú ý nó sẽ mang cái tính cập nhật. Được không ạ? À? à và nó phải đảm bảo sự phù hợp với cái vấn đề mà chúng ta đang phân tích nữa. Nếu như các bạn chỉ lý luận các bạn chỉ dịa lập luận, các bạn chỉ giải thích Mà các bạn không có một cái dẫn chứng thuyết phục Thì đương nhiên là người khác cũng không tin các bạn Được không nào? Thế nên là chị nghĩ rằng là À, chị nghĩ rằng là điều quan trọng nhất ấy, Là bản thân chúng mình cần phải làm gì? À, bản thân chúng mình cần phải tìm được Những cái dẫn chứng cập nhật và phù hợp Ok không nào? Rồi, sau khi mà chúng ta chứng minh xong nhá Thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với cái bước tiếp theo Ở trong cái bước này các bạn có thể làm đó là lật ngược vấn đề nhưng mà thật ra khi mà nhìn vào ba em điểm ấy thì hầu hết cái ý này thường sẽ không xuất hiện thế nên chị nghĩ rằng là cái ý thứ tư mà chị thường làm đó chính là chúng ta sẽ liên hệ bản thân luôn được không nào chúng ta sẽ liên hệ bản thân luôn được không ạ à? chúng ta sẽ liên hệ bản thân ok chưa nào và sau đó thì chúng mình sẽ làm kết đoạn ở trong phần kết đoạn này thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ? đưa ra cái thông điệp ý nghĩa được không ạ? À? đưa ra một cái thông điệp có giá trị, đưa ra một cái thông điệp ý nghĩa, ok ông nào? các bạn ơi, các bạn nhìn thấy không ạ? À? đây là cái bố cục của chúng ta khi chúng ta làm viết cái đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ. bản thân chị nghĩ rằng là nó đã cực kỳ khoa học cho các bạn rồi, chứ không hề khó hiểu một chút nào cả. và nếu như các bạn vẫn thực sự chưa hiểu, chị cùng mở với các bạn về cái phần này nhé. đợi chị một chút để chị tìm cái trang này hôm nay chị có trình bày ra đây cho các bạn rồi các bạn đợi chị một chút xíu nha chị đã trình bày ra đây cho các bạn rồi chuẩn bị cho các em rồi được không nào đợi chị một chút xíu để chị tìm lại nhá nó ở trang nào nhỉ? chắc chỉ ở đoạn này thôi các bạn đợi chị chút xíu nhá <laughs> viết nhiều quá nên là bây giờ không biết ở trang nào đây ạ các bạn ơi chị có một cái dàn ý như thế này chị có một cái đề bài đầu tiên cho các bạn các bạn có thể nhìn vào đây ạ nghịch cảnh không phải là tảng đá cản lối bước chân bạn mà chính là thềm đá nâng bước bạn cao hơn à, đây là một cái câu nói rất là nổi tiếng của à, tác giả franco molinari được không ạ à? đây là một câu nói rất nổi tiếng của franco molinari và đề bài của chúng ta là từ câu nói trên anh chị hãy viết một đoạn văn 200 chữ nêu suy nghĩ về ý nghĩa của nghịch cảnh trong cuộc sống À, thế thì có nghĩa là gì ạ? Cái vấn đề mà chúng mình cần trình bày ra ở đây Đó là ý nghĩa của nghịch cảnh trong cuộc sống là gì? Được không ạ? Thì ở đây chị bắt đầu nhá Đây, chị bắt đầu cùng với các bạn này Chúng ta có phần mở đoạn như sau Chị dẫn bằng, ở cụ thể ở đây là ba câu ạ ba câu để dẫn vào vấn đề ạ Như sau nhá, thế này Mỗi chúng ta sống ở trên đời chắc chắn sẽ có những lúc phải đối diện với khó khăn nghịch cảnh. Đó là những lần rơi nước mắt chán nản, hay là những nụ cười tự tin đối diện vươn lên franco molinari từng khẳng định nghịch cảnh không phải một tảng đá cản lối bước chân bạn mà chính là thềm đá nâng bước bạn cao hơn câu nói là một bài học đáng quý giúp ta thấm thía hơn ý nghĩa của nghịch cảnh trong cuộc sống các bạn ơi ok không ạ? Thì đấy là cái phần mở đoạn Có nghĩa là ở trong cái phần mở đoạn này chị đã làm được cái rất quan trọng đó là chị nêu ra được cái trích dẫn Và chị nêu ra được cái vấn đề mà chị sẽ đi đào sâu Đó chính là ý nghĩa của nghịch cảnh trong cuộc sống đối với mỗi con người Ok chưa ạ? Thì đấy là cái phần mở đoạn các bạn nhé Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cái phần thân đoạn này Đây các yếu tố đấy ạ Giải thích, phân tích, chứng minh, liên hệ bản thân Từng ý một chị nghĩ rằng là chúng ta cứ từng bước từng bước làm như vậy thì cái về cái mặt khoa học cái bài viết của chúng ta sẽ logic hơn rất là nhiều đấy ok chưa ạ chúng ta sẽ bắt đầu giải thích này nghịch cảnh được hiểu là những hoàn cảnh bất lợi những điều tồi tệ gây cản trở và khó khăn trong cuộc sống của chúng ta được không ạ à? nghịch cảnh được hiểu là à rồi bởi vậy đây bắt đầu phân tích này được không ạ? À? Mỗi khi đối diện với nghịch cảnh là chúng ta đang đối diện với chính mình. Vượt lên nghịch cảnh là vượt lên cái tôi hèn kém của chính bản thân, giúp ta nhìn ra được ưu nhược điểm của bản thân, nhìn ra tính cách à và đó cũng là cái cơ hội để ta có thể nhìn ra được tính cách của người khác, ưu nhược điểm của người khác. Ok chưa ạ? À? Tiếp tục nhé Sau khi mà phân tích bản luận xong thì bắt đầu chứng minh. Chứng minh ở đây chị lựa chọn một dẫn chứng đó chính là Nick Vujicic. Được không nào? Chị lựa chọn một cái dẫn chứng đó chính là nick vui trích Chị đang nói lại phần lúc sáng thôi Linh ạ à. hà, còn về phần bài mới thì mai nhá Mai chúng mình sẽ cùng tiếp tục với nhau vào lúc 5 giờ 15 phút Ok không nào? Nhá, tiếp tục nhá Đây ạ, à, nick vui trích này Cậu bé sinh ra trong nghịch cảnh không chân không tay, đi học thì bị bạn bè miệt thị và bắt nạt. Vượt qua tất cả những áp lực thì Nick bây giờ đã trở thành sứ giả truyền cảm hứng, tác giả của rất nhiều những đầu sách bán chạy và anh chính là hình ảnh của một con người lạc quan yêu đời. À gì ạ? À không coi nghịch cảnh là thềm đá cản chân mà coi đó là bực thềm giúp cho anh trở nên cao hơn. Ok chưa nào? Nhá. Rồi tiếp tục này. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với nhau liên hệ bản thân nhá ok chưa ạ thì ở trong phần này à đã bao giờ bạn gặp những cái khó khăn và trở ngại chưa và đối với bạn thì bạn coi đó là cái cơ hội hay là bạn coi đó là những cái khó khăn khiến cho bản thân bạn cục ngã được không ạ à? hãy liên hệ với chính bản thân mình và sau đó thì chúng ta viết một cái phần kết đoạn ở đây được không ạ à? thì ở trong cái phần kết đoạn này chúng ta có thể viết rất là đơn giản đó chính là gì à đây à, cách mà người khác đối diện với nghịch cảnh ít nhiều sẽ là bài học cho chính chúng ta bài học về thái độ sống về mối quan hệ giữa con người với con người bạn trẻ ơi hãy đối diện với nghịch cảnh và coi đó là bước đệm tất yếu để mở ra cánh cửa của hạnh phúc và giây phút nào bạn muốn trùn bước thì hãy nhớ rằng đừng để lạc lõng giữa mênh mông em biết không tất cả những con đường em chọn đường đi nào rồi cũng tới dạng đông có nghĩa là cái phần thông điệp ấy là chị đưa ra luôn cái gì à phần thông điệp này chị dùng cái lời thơ của tác giả trần việt anh để thay lời kết và cái lời thơ này cũng chính là cái lời thơ mà hướng chúng ta tới những cái điều tốt đẹp được không ạ à? hướng chúng ta tới cái sự lạc quan và hãy dũng cảm để vượt bước qua những cái nghịch cảnh bởi vì bước qua nghịch cảnh thì phía trước chính là dạng đông phía trước chính là cầu vồng phía trước chính là bầu trời được không ạ à? các bạn ơi ok chưa nào thì đấy chị làm từng bước từng bước từng bước một luôn được không ạ à? Chị làm từng bước luôn à, à Các bạn ơi chị có à, đang có một cái chiến dịch 5 ngày cùng luyện viết kỷ luận xã hội với chị Hiên và sáng mai 5 giờ chúng ta lại tiếp tục 5 giờ 15 chúng ta lại tiếp tục cùng với nhau ở trong ngày số 2 ngày hôm nay là ngày đầu tiên thì đã có hơn 100 bạn học cùng với chị ở trong buổi sáng hôm nay rồi và các bạn ấy cảm thấy tinh thần rất là khoan khoái bởi vì được dậy sớm học thêm cái phần kiến thức rồi được rèn luyện nên chị cũng mong là buổi sáng ngày mai thì sẽ có đông đảo các bạn hơn nữa tham gia cùng với chị ở trong cái chiến dịch đó. Ok không ạ? À? Bản thân chị nghĩ rằng là những cái chiến dịch ngắn như vậy thì sẽ giúp cho các bạn cũng như là bản thân chị sẽ có nhiều cái cơ hội để được thực hành và luyện tập hơn nên rất là hy vọng rằng là tối mai, à chị xin lỗi, rất là hy vọng rằng là sáng mai thì sẽ được gặp các bạn nhá ok không nếu như bạn nào chưa biết group thì hãy nhánh nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage học văn chị hiên để có thể vào group để sáng mai học cùng với chị nha được không các em rồi đồng ý với chị không ạ à rồi thêm một cái thông tin nữa đó là ngày hôm nay chúng mình được free ship sách đấy thế nên là rất là hiếm hoi rất là ít khi học văn chị hiên có những cái chương trình ưu đãi như vậy nên là nếu như bạn nào muốn tham khảo các cái đầu sách để có thể bắt đầu chạy đà từ bây giờ được không ạ thì chị mong là các bạn cũng sẽ có thể nhắn tin cho admin fanpage học văn chị yên để tìm các thông tin nha được không nào? À, còn bây giờ thì đấy là cái phần mà chị vừa chia sẻ với các bạn. Thật ra là ở trong cái group đấy thì chị đã chia sẻ kỹ hơn về cái cấu trúc cũng như là những cái yếu tố quan trọng của việc là làm thế nào để chúng ta có được một cái đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ à, đúng đủ sâu và hay rồi. Ok chưa ạ? À, chúng mình sẽ cùng với nhau hẹn gặp nhau vào buổi sáng ngày mai nhá Còn bây giờ thì có lẽ là chị sẽ phải nói lời chào tạm biệt tới các bạn thôi. Sáng mai chúng mình sẽ lại bắt đầu khởi động buổi sáng cùng với với nhau và rất là hy vọng Chúng mình sẽ sớm được gặp lại nhau Và hãy chuẩn bị cho mình một tâm thế thật tốt Bây giờ đi ngủ sớm để sáng mai Còn dậy chiến đấu cùng với chị Yên nhá Hành trình này tuy dài Nhưng sẽ là một hành trình đầy vinh quang của chúng ta Thế nên các bạn ơi, trai dộ Cố lên nhá, còn bây giờ thì hẹn Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, chúc các bạn của chị Ngủ thật ngon nha bye bye